3 yếu tố hút người dùng VinFast VF5 Plus. Không gian nội thất, chi phí sử dụng, khả năng vận hành là 3 điểm được nhiều người dùng đánh giá cao trên mẫu crossover thuần điện VinFast VF5. Thiết kế và không gian nội thất. Mẫu xe điện của VinFast có chiều dài cơ sở 2513mm, các kích thước dài 3965, rộng 1720, cao 1580mm. So với các mẫu xe cùng phân khúc crossover cỡ A, kích thước tổng thể của VF5 gần tương đương Toyota Race nhưng lại nhỏ hơn so với Kia Sonet. Tuy vậy, trục cơ sở của VF5 dài hơn 13mm so với Sonet và ngắn hơn 12mm so với Race. Khoảng sáng gầm của mẫu xe điện 182mm cũng thấp hơn hai đối thủ Sonet với 205mm và Race 200mm. Chị Anh Thư ở Tây Mỗ, Hà Nội, chủ xe VF5 Plus cho biết, gia đình chị có 3 người, cuối tuần thường đi chơi xa, không gian bên trong xe khá rộng rãi, cả gia đình sử dụng thoải mái. Cốp phía sau cũng vừa đủ hành lý cho cả gia đình trong mỗi chuyến đi chơi dài ngày. Vị chủ xe VF5 cho biết, nhiều khi cần chở thêm đồ, gập hàng ghế sau thì không gian sẽ tăng đáng kể. Vị nữ chủ xe này cũng đánh giá cao về thiết kế ngoại thất, đặc biệt cách phối hai tông màu giúp xe nổi bật hơn mỗi khi lăn bánh trên đường. Tôi cũng là người yêu công nghệ, một vài tính năng của VF5 được điều khiển qua giọng nói khiến mình tập trung hơn khi lái xe thay vì sử dụng nhiều nút bấm. Chị Anh Thư nói, đây là chiếc ô tô đầu tiên của tôi với thiết kế khoang nội thất đơn giản và trực quan, tôi không mất quá nhiều thời gian để làm quen xe. Chi phí sử dụng thấp. Theo nhà sản xuất công bố, với giá niêm yết cạnh tranh và chính sách miễn lệ phí trước bạ, giá lăn bánh tại Hà Nội của VF5 sẽ từ 490 triệu đồng. Bên cạnh đó, trung bình mỗi km di chuyển, VF5 tiêu tốn khoảng 400 đồng cho chi phí năng lượng. Anh Nghiêm Bá Cường tại Hà Nội, chủ xe VF5 Plus cho biết thường phải di chuyển tuyến Hà Nội Lạng Sơn khoảng 400 km hai chiều. Trong quá trình sử dụng, anh tính toán chi phí tiền sạc vào khoảng 140.000 đồng. Trước đây tôi sử dụng chiếc Mazda CX-5, với cung đường trên tôi thường bỏ ra chi phí khoảng 500.000 đồng đổ nhiên liệu. Từ lúc chuyển sang chạy xe điện, tôi tiết kiệm được khá nhiều tiền cho chi phí di chuyển, anh Bá Cường nói. Với chị Anh Thư, nữ chủ xe này ấn tượng với chi phí nhiên liệu khi thực hiện hành trình Hà Nội-Huế, Hà Nội trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua. Với hành trình 1.500 km từ Hà Nội đến Huế và ngược lại, chi phí sạc pin của mình là 730.000 đồng, rất tiết kiệm cho một chuyến đi, chị Anh Thư chia sẻ. Hai vị chủ xe này cũng ấn tượng với chi phí bảo dưỡng của ô tô điện. Theo nhà sản xuất, mốc bảo dưỡng lần đầu với VF5 là 12.000 km, chi phí bảo dưỡng cũng thấp hơn xe xăng. Gần đây nhất tôi bảo dưỡng cấp 1 ở mốc 12.000 km, chi phí cho lần bảo dưỡng này là 350.000 đồng, chị Anh Thư nói. VF5 Plus lắp một motor điện, công suất tương đương 134 mã lực, mô men xoắn 135 Nm, bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, mẫu xe có giá bán 468 triệu đồng, chưa bao gồm pin. Công nghệ pin trên VF5 Plus cho phép tầm di chuyển đạt khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong 30 phút. Tôi khá hài lòng với trải nghiệm lái trên chiếc VF5. Mẫu xe điện của VinFast cho cảm giác bốc, chắc chắn và khá dễ điều khiển. Các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đỗ xe giúp ích khá nhiều cho người mới lái, chị Anh Thư nói. Với tài xế lâu năm như anh Nghiêm Bá Cường, sự hài lòng của gia đình khi ngồi trên chiếc VF5 khiến anh ấn tượng nhất. Khi chở gia đình, mọi người trong xe cảm thấy thoải mái, thích nhất là không có mùi xăng, sạch sẽ. Tính năng trang bị trên xe cũng vừa phải, đủ dùng, anh Cường nói. Mặc dù trong thời gian đầu sử dụng, xe vẫn xảy ra một vài lỗi phần mềm, nhưng hãng nhanh chóng hỗ trợ người dùng khắc phục lỗi trên. Đến hiện tại, chiếc VF5 Plus đã vận hành ổn định. Nhờ những ưu thế trong phân khúc, năm ngoái VinFast VF5 Plus được vinh danh tại hạng mục ngôi sao mới tại lễ trao giải Car Awards 2023 do VN Express tổ chức. Xe có giá từ 468 triệu đồng chưa bao gồm pin. Hãng cung cấp đủ 3 gói thuê pin, 1,2 triệu đồng, một tối đa 1.500 km một tháng, một là 1,6 triệu đồng, tối đa 3.000 km một tháng và 2,7 triệu đồng, không giới hạn km mỗi tháng. Từ VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593
hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.